Vào tháng 12, với cơn mưa chào đón, mùa mưa cuối năm của đảo Giáng sinh đã bắt đầu. Độ ẩm đã tăng lên đáng kể. Nhờ đó, những con cua đỏ ẩn mình trong hang động cuối cùng đã lộ diện. Những sinh vật thở bằng băng này nhận thấy môi trường hoàn hảo cho một số hành động. Chẳng bao lâu nữa, khu rừng sẽ sống lại với những con cua đỏ. Bây giờ, đã đến lúc lấp đầy cái bụng đói của chúng. Bữa tiệc mà chúng thưởng thức vào mùa mưa là những chiếc lá ẩm ướt. Chúng là thứ mà loài cua đỏ yêu thích nhất. Những sinh vật này cần khoảng 70% độ ẩm trong cơ thể và xung quanh miệng để tồn tại. Thức ăn cũng cần ướt và mềm để dễ nuốt. Một kẻ may mắn đang tự thỏa mãn với một trái cây rơi xuống đất. Chúng thường ưa thích lá cây, nhưng thực ra chúng là loài ăn tạp không kén ăn. Với cái bụng no căng, chúng dường như có năng lượng để chiến đấu. Những con cua đỏ được tăng cường sức mạnh sẽ thoát khỏi rừng và bắt đầu một cuộc hành trình dài ra biển. Vào thời điểm này, mọi người cũng trở nên bận rộn để dọn dẹp con đường dành riêng cho cua đỏ. Mỗi mùa mưa, chúng tôi thấy có rất nhiều bụi bẩn bám đầy, vì vậy chúng tôi phải làm sạch bụi bẩn, nếu không, nó sẽ tích tụ và cua đỏ chỉ có thể lao ra ngoài. Vì vậy chúng tôi muốn chúng đủ sâu để cua đỏ có thể đi xuyên qua mà không cần trèo ra ngoài, và giúp những con cua đỏ qua phía bên kia của khu rừng. Đưa chúng từ bên này sang bên kia mà không bị xe đè lên. Trước khi hòn đảo có con người sinh sống, con đường này có lẽ an toàn để cua đỏ di chuyển ra biển. Nhưng khi những con đường được tạo ra, mọi thứ đã thay đổi, con đường trở nên nguy hiểm. Đó là lý do tại sao lối đi ngầm này được tạo ra. Có những đoạn như thế này trên khắp hòn đảo. Trên con đường nối trực tiếp với rừng, họ đã gấp hàng rào để cua đỏ có thể băng qua một cách an toàn trong cuộc diễu hành lớn. Hàng rào này sẽ ngăn không cho cua băng qua đường cho đến khi đến tấm biển đường cấm. Bất cứ thứ gì đi lên cây cầu sẽ là may rủi. Nếu có quá đông, thì chúng sẽ tiếp tục đi đến cuối, nơi chúng tôi đặt tấm biển đường cấm, và sau đó, chúng sẽ băng qua. Tại thời điểm này, đoạn đường dài khoảng 10 km được lắp đặt dành riêng cho cua đỏ. Và một phần của nó đi qua cầu vượt. Cầu vượt này là lối đi an toàn nhất mà cua đỏ có thể băng qua. Đây là cầu vượt chỉ dành riêng cho cua đỏ trên đảo Giáng sinh. Nhờ có mưa, chúng có thể thở tốt bên ngoài khu rừng ẩm ướt. Cuối cùng cũng đến lúc. Những con cua đỏ đã tích trữ năng lượng, đi xuống đồi và bắt đầu di chuyển. Loài cua đỏ tràn ra từ khắp các khu rừng, có số lượng lên đến hơn 100 triệu con. Nó thậm chí còn tạo ra vấn đề cho đoàn làm phim, đám đông cua đồng loạt lao xuống đường. Đoàn làm phim đã quét chúng ra khỏi đường khi chúng di chuyển, nhưng số cua nhiều gấp bội đến mức họ không thể đi xa hơn.
Một số đã đi xuống đường của thị trấn. Thông thường vào thời điểm này, hầu hết các con đường đều bị cấm vì cua đỏ. Nhưng ngay trước khi nó bị cấm, một tai nạn đầu tiên không mong muốn đã xảy ra. Một cái chết của đồng loại là thức ăn cho những kẻ khác với một hành trình dài phía trước. Một cuộc diễu hành lớn tiếp tục dọc theo hàng rào. Những sinh vật này được sinh ra ở biển, nhưng chúng sống trên cạn. Khi nhiều thế hệ trôi qua, chúng đã thích nghi với cuộc sống trên cạn, nhưng đến mùa mưa, chúng lại phải ra biển. Tuy nhiên, hành trình đó không hề dễ dàng. Đó là lý do tại sao chúng phải ăn bất cứ thứ gì có thể khi có cơ hội. Khoảng 1,8 dặm từ rừng đến biển, còn quá xa đối với chúng để thực hiện các bước ngắn và nhanh. Tuy nhiên, khi chúng bắt đầu di chuyển, chúng sẽ có sự thay đổi trong các cơ trên cơ thể để có thể cho phép hành trình dài. Bản thân nó đã thay đổi vì mục tiêu tồn tại. Có nguồn gốc từ những nơi như Indonesia và Malaysia. Chúng thực sự đã phát triển thành các loài dương biệt hiện nay. Chúng đã thích nghi với các điều kiện khác nhau trên đảo Giáng sinh, và vì vậy chúng đã thay đổi các thuộc tính khác nhau của loài. Khi cua đỏ thực sự bắt đầu di chuyển, hầu hết các con đường trong đảo bị cấm. Bây giờ, con đường này dành riêng cho cua đỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các con đường đều bị cấm. Hai con đường lớn trong số 11 thường đi vào và ra khỏi thị trấn là những trường hợp ngoại lệ. Hòn đảo này từng thuộc về loài cua đỏ. Một ngày nọ, mọi người bước vào đây trong khi chúng đang tận hưởng thế giới yên bình của mình. Mọi người giúp đỡ cuộc hành trình của những con cua đỏ để chúng có thể cùng tồn tại. Chúng đã đến nơi an toàn, đi theo con đường an toàn. Bây giờ, chúng phải đi qua cầu vượt. Phải mất cả 2 ngày để đến đây. Bây giờ chúng đã nới lỏng chưa? Một số kẻ trong số chúng kiệt sức và đang ngủ. Những kẻ vẫn còn năng lượng thì không dừng lại và tiếp tục đi. Cầu vượt được thiết kế để những con cua đỏ có thể bám vào và leo lên. Đó là lý do tại sao chúng có thể băng qua cầu vượt gần như thẳng đứng mà không gặp vấn đề gì. Khi chúng đi theo con đường do mọi người tạo ra, chúng sẽ đến đích mà không gặp nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, hầu hết các con cua không đi theo đường an toàn mà thay vào đó lại đi đường dài. Mặc dù nó dài hơn và nguy hiểm hơn con đường xa lạ, nhưng có lẽ chúng đang đi theo con đường mà cha mẹ chúng đã đi.
Khi mưa bắt đầu đổ xuống, ngay cả những kẻ đi bộ xuyên qua cũng ẩn mình trong rừng. Tuy nhiên, một số kẻ trong số chúng không chùn bước và tiếp tục. Mặc dù mưa lớn làm ướt cơ thể chúng, nhưng những con cứng đầu vẫn tiếp tục. Một con cua thậm chí còn hồi phục sau cơn mệt mỏi bằng cách nghỉ ngơi trong bồn tắm ngoài trời. Bên cạnh hàng rào, những vũng nước khá sâu đã được tạo thành. Đối với cua đỏ trưởng thành, không khó để vượt qua chúng, nhưng với những con cua trẻ 4 tuổi, vũng nước này có lẽ chẳng khác gì biển sâu. Mặc dù vậy, nó không bị bỏ lại phía sau. Đối với những con cua đỏ được sinh ra ở biển, những vũng nước này không có gì to tát. Trên thực tế, đó là cơ hội tốt để chúng làm ướt cơ thể và kiểm soát độ ẩm. Vấn đề nằm ở vùng đất đầy cỏ. Dưới chân của chúng đã bị vướng vào đám cỏ dài và quấn quýt. Đối với những con cua có nhiều chân này, đây là thử thách khó nhất. Sau một thời gian dài vật lộn, cuối cùng chúng đã thoát khỏi đám cỏ. Những kẻ đi trước hiện đã gần với lối đi ngầm. Trong khi có những kẻ đi qua một cách an toàn qua con đường ngầm. Khi những kẻ tò mò về thế giới bên ngoài lại thực hiện một cuộc phiêu lưu. Chúng đã đi đến con đường chưa bị cấm, nhưng cái giá của cuộc phiêu lưu thật kinh khủng. Những con cua đỏ không bị phân tâm, không nghỉ ngơi và tiếp tục đi. Tuy nhiên, khi đến giữa trưa, những con cua đỏ dừng lại ở nơi chúng đang đi và tất cả đi vào rừng. Và sau đó, chúng vội vàng tìm bóng râm và ẩn mình. Điều này là do điều quan trọng nhất khi di chuyển là duy trì độ ẩm. Những sinh vật này cần khoảng 70% độ ẩm quanh miệng để di chuyển. Vào giữa trưa, nhựa đường trở nên giống như dung nham. Tuy nhiên, con này dường như không thể sơ tán. Nó cố gắng hết sức để ra khỏi con đường, nhưng cuối cùng vẫn chết sau 10 phút.
Đây là lý do tại sao cua đỏ ngừng di chuyển vào giữa trưa khi chúng có nguy cơ mất độ ẩm cao nhất và mỗi con đều tìm khu vực để nghỉ ngơi. Những con cua đỏ di chuyển hơn 10 giờ một ngày sẽ dừng cuộc hành quân của chúng và chìm vào giấc ngủ sâu. Những con cua đỏ sống gần rừng của thị trấn không có lựa chọn nào khác ngoài việc băng qua đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, bạn có thể thấy một cảnh hiếm hoi của những con cua đỏ và con người cùng nhau. Những kẻ đã đến thị trấn bắt đầu khám phá. Thị trấn khác với khu rừng có đầy những điều hấp dẫn. Kẻ này đủ may mắn để nếm thử một món ngon. Nó lấp đầy dạ dày bằng một quả đu đủ lớn hơn cơ thể của chính nó. Con này đã được tìm kiếm khắp thị trấn để tóm lấy một chiếc xương gà đã được xử lý và tránh ánh mắt của đối thủ cạnh tranh. Đối với một loài cua ăn tạp, một vài miếng thịt gà có thể là chất dinh dưỡng tốt. Nếu khó khăn để đi tiếp, nó thậm chí có thể được sử dụng như một cây gậy. Đối với những chú cua đỏ đã vượt qua một chặng đường dài, nước đã được xử lý trong thùng chứa giống như một ốc đào. Có lẽ nhận được một vài ngụm là không đủ cho điều này, nó không hề ngại ngần khi được tắm mát phần thân dưới. Tuy nhiên, đến thị trấn không có nghĩa là sẽ có yên bình. Ngày mà những con cua đỏ đến thị trấn cũng là ngày những con gà của thị trấn được ăn no. Khi buổi trưa đến gần, những con cua đỏ bắt đầu đi lang thang quanh nhà. Đó là để tìm bóng râm. Cho dù đó là cửa sổ hay bức tường, giờ đây đều đã trở thành thế giới của lũ cua. Đặc biệt, nơi này tập trung rất nhiều cua đỏ. Lý do có thể là gì? Đối với những con cua đỏ đang kiệt sức vì nóng, một vũng nước được tạo bởi một nguồn điện xoay chiều là nơi tốt nhất từ trước đến nay. Chúng đang điên cuồng cố gắng có được chỗ cho riêng mình. Nhưng đối với những kẻ mạnh nhất, chúng biết khi nào nên lùi bước. Trong thế giới cạnh tranh lạnh lùng, kẻ chiến thắng sẽ có tất cả. Nhưng sự thư thái của kẻ chiến thắng không kéo dài. Một kẻ thù hùng mạnh bất ngờ đã đến.
Cuối cùng, con cua này đã giành được vị trí của nó. Khu vực của tòa nhà đã có rất nhiều cua đỏ. Chúng đã chiếm cầu thang, lối vào và hơn thế nữa. Tuy nhiên, mọi người không ngạc nhiên vì điều đó. Về cơ bản, chúng tôi thực sự chăm sóc chúng. Bởi vì nó xảy ra hàng năm chúng ở đây chỉ để trú ẩn. Khi mọi người bắt đầu sống ở đây, nơi này thực sự có thể là một khu rừng, nơi những con cua đỏ đến nghỉ ngơi. Sau đó, mọi người tiếp quản khu vực đó. Và bây giờ, những con cua đỏ đã trở thành những kẻ cư ngụ tạm thời. Người dân trên đảo biết rõ điều đó, vì vậy họ không khó chịu với điều này. Trên thực tế, họ đóng vai trò như những người bảo vệ đáng tin cậy, giúp ích cho hành trình của chúng.